Cô chào các em. Hôm nay các em học bài các số có hai chữ số tiếp theo. Cô có khung được chia thành các cột như sau. Cột thứ nhất sẽ là các bó que tính. Cột thứ hai là cột chục. Cột thứ ba là cột đơn vị. Cột thứ tư viết số. Cột thứ năm đọc số. Các em hãy quan sát xem và đếm có bao nhiêu que tính. Mỗi bó que tính là một chục que tính. Một chục là 10. Bây giờ chúng ta cùng đếm nhé. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. Vậy có tất cả 54 que tính. 54 là số có hai chữ số. Chữ số 5 đứng trước chỉ hàng chục. Chữ số 4 đứng sau chỉ hàng đơn vị. Cô đọc số vừa viết là 54. Số 4 trong trường hợp này ta không đọc là 4, ta đọc là 4. Cô đọc lại 54. Vậy 54 gồm mấy chục, mấy đơn vị? 54 gồm 50 và 4 đơn vị. Các em đếm tiếp xem hàng thứ hai có bao nhiêu que tính. À, có 61 que tính. 61 là số có hai chữ số. Chữ số 6 đứng trước chỉ hàng chục. Chữ số 1 đứng sau chỉ hàng đơn vị. Cô đọc số vừa viết là 61. 61 gồm mấy chục, mấy đơn vị? 61 gồm 60 và một đơn vị. Số 1 ở đây cô không đọc là 1, cô đọc là 1. Cô đọc lại 61. Các em đếm xem có bao nhiêu que tính ở hàng thứ ba. Có 68 que tính. 68 là số có hai chữ số. Số 6 đứng trước chỉ hàng chục. Số 8 đứng sau chỉ hàng đơn vị. Cô đọc số vừa viết là 68. Vậy 68 gồm mấy chục, mấy đơn vị? 68 gồm 60 và 8 đơn vị. Cô nhắc lại cách đọc số. Các em hay có thói quen là đọc 5, 4, 6, 1, 6, 8. Đọc như vậy là không đúng. Cô đọc lại 54, 61, 68. Mời các em đọc lại. Cô vừa hướng dẫn các em cách viết số, đọc số, phân tích cấu tạo số. Bây giờ ta sẽ sang phần thực hành để củng cố lại các kiến thức trên nhé. Các em mở vở bài tập toán trang 34. Bài 1. Viết theo mẫu. Yêu cầu bài 1 là các em đọc rồi viết các số. Cô ví dụ 5, 10. Cô viết số 5 trước, số 0 sau. Như vậy, cô vừa viết xong số 5, 10. Các em làm tương tự với các bài còn lại nhé. Bài 2. Viết theo mẫu. Có hai cột A và B. Cột A yêu cầu các em đọc chữ và viết số. Cô làm mẫu 60. Cô sẽ viết số 6 trước, số 0 sau.
Như vậy, cô vừa viết xong số 60. Các em sẽ làm như vậy với các bài còn lại ở cột A. B. Đề bài cho 65. Các em sẽ đọc số và viết lại bằng chữ 65. Ta ghi chữ 65. Các em làm tương tự với các bài còn lại nhé. Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống. Cô có 4 hàng. Hàng đầu tiên bắt đầu từ số 30, 31, 32. Các em sẽ điền tiếp các số còn thiếu. Ô cuối cùng của hàng thứ nhất là 39, theo chiều mũi tên. Tiếp theo là số 40, 41, 42. Cứ thế lần lượt tới 49, theo chiều mũi tên đi xuống 50, 51. Cứ thế tiếp tục và đến ô cuối cùng là 69. Cô làm mẫu. 30, 31, 32. Tiếp theo là bao nhiêu? Các em hãy đếm các số và lần lượt điền vào ô. Ô cuối cùng của hàng thứ nhất là 39. Theo chiều mũi tên đi xuống, tiếp theo là 40, 41, 42. Các em đếm và điền các số còn thiếu vào ô trống. Ô cuối cùng của hàng thứ hai là 49. Theo chiều mũi tên đi xuống, 50, 51, 52. Cứ thế lần lượt, các em vừa đếm và ghi các số vào ô trống. Và ô cuối cùng là 69. Mời các em cầm bút lên, điền số vào ô trống nhé. Sau khi các em điền số xong rồi, các em hãy đọc lại cho cô từ 30 đến 69 nhé. Bây giờ ta qua bài 4, đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Bài 4 có hai cột A và B. A 48 ghi bằng 3 chữ số 408. Các em hãy nhớ lại xem 48 ghi như vậy là đúng hay sai? À, như thế là sai. Ta ghi chữ sờ vào ô thứ nhất. Hàng thứ hai, 48 ghi bằng 2 chữ số 48. Như vậy, cách ghi như vậy là đúng hay sai? Đúng rồi, ta ghi chữ đờ. Bài B, các em nhớ lại cách phân tích cấu tạo số để xác định đúng hay sai và điền vào ô vuông nhé. Mời các em làm bài. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em làm bài thật tốt. Ở nhà, các em tập đếm xuôi, ngược, đọc số, viết số từ 20 đến 69. Tập phân tích cấu tạo số cho thuần thục các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở những bài sau. Thương mến chào các em.